Dạ con xin được tiếp video ạ. Con xin giới thiệu bên trong là đôi chân nến thiên thần. Đôi chân nến thiên thần này là cao 50cm, là đôi to bên con đấy ạ. Đôi chân nến thiên thần này thì được mạ vàng 24K, rất là đẹp và sắc nét đẹp. Cao đến miệng chân nến là 47cm ạ. Nhưng mà chúng con tính là 50cm. Còn phần nến là cao 15cm nữa. Toàn bộ thiên thần chúng con được mạ vàng, rất là đẹp và sắc nét luôn ạ. Đây ạ, đẹp lắm luôn ạ. Đây là mỗi khi con quay là đôi chân nến thiên thần cao 30cm loại nhỏ. Còn đây là loại cỡ lớn ạ, dùng để chầu nhà tạm to đấy ạ. Con xin giới thiệu bên cạnh là lư trầm cao 24cm ạ. Lư trầm cao 24cm thì quý khách đặt con cũng rất là lâu rồi, nhưng mà con chỉ làm chêm cho quý vị được, cho nên là con chưa có trả đơn được cho quý vị đâu ạ. Mong quý vị thông cảm cho con ạ. Đây là lư trầm cao 18cm ạ. Lư trầm cao 18cm và chân nến đấu hoa cao 10cm, cao cả nến là 23cm ạ. Tất cả các cái sản phẩm chi tiết bên con thì rất là đẹp và sắc nét ạ. Quý vị có nhu cầu mua tất cả sản phẩm bên con thì cứ alo cho con theo số điện thoại là 0975 137326 ạ. Con xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo ạ.